Hello, xin kính chào mọi người nha. Hôm nay mình lại trở lại với một cái video nha mọi người. Từ sau cái video mà công bố kết quả đó, bây giờ năm số ngày vậy đó, mình mới quay lại với video. Hôm nay thì mình sẽ tẩm bổ cho bà bầu nha mọi người. Tẩm bổ cho bà bầu một cái lẩu cá bóp nha mọi người nha. Đó, cá bóp này hôm nay mình mua hơi nhiều một chút. Rồi mình sẽ để dành một ít xíu cho đợi cho Vinh Sình Bali chiên cho Bali Vinh Sình ăn. Nguyên liệu hôm nay mình chỉ ăn, mình chỉ làm với cà chua, hành tây, thơm thôi. Mình nấu cái kiểu vị lạ mà. Nó ngót hả? Giống như cái nó ngót, canh ngót. Cái này mà đúng như mà nấu kiểu của mẹ thì cũng rất là ok, rất ngon luôn á. Sa tế á. Trời ơi, cá gì nó tươi. Dễ sợ, cái này mà sốt cà ăn bá cháy luôn mọi người. Đó, cái này để nếu mà chiên, để chiên sốt cà cũng rất là ngon. Anh nấu nồi này nấu lớn nhiều ha. Anh nấu cái nồi đó là anh thấy vừa chiều mai ăn. Rồi sợ bự ấy quá không. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cà chua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều từ bữa tới giờ là của sáu ba chứ cũng là từ bữa khi mà mình nói là mình có em bé, cô chú anh chị ông bà ủng hộ chúc mừng quá trời luôn, video nó quá trời quá đất người coi luôn, tới 110 mấy ngàn người coi luôn, quá trời mọi người yêu thương luôn, rất là mừng. Nên là giờ từ giờ về sau mẹ có ra video á, cô chú anh chị coi là coi nhiều nhiều đông đông cho em có động lực nha anh chị. Cô chú có động lực kìa. Cô chú anh chị mà ra video mà anh cô chú anh chị coi mà đông đông á, sung dữ lắm, sung mới ra video nhiều được. Còn ra mà video mà coi mà lè ít nên là cũng ngán. Nên thành ra là nếu mà video nào mà mọi người coi 50 ngàn, 100 ngàn là em đứng em ra hoài luôn. Anh bảo nấu cái lẩu này á là lát chỉ có tối mấy đứa nhỏ ăn được thôi á. Còn giờ chiều là chủ Ngân chuẩn bị đồ ăn sẵn cho mấy đứa nhỏ rồi. Về là ăn cơm. Mấy đứa nhỏ nó thường nó không ăn cái này, thấy không? Đi ăn cơm thôi. Cá chỉ có kho hoặc chiên sốt cà nó ăn thôi. Cà thôi, còn cái này hôm nay là mình nấu lẩu. Qua đây. Rồi qua. Một công hai ba chuyện là mình hôm nay là mình nấu cho vợ mình ăn sẵn, hôm nay có dưỡng chính mình về cái mình rủ dưỡng chính mình qua chơi luôn. Đó. Qua chơi ăn uống với gia đình chiều nay luôn. Mỗi lần á mọi người ở nhà Ngân có cái bếp này với cái bếp ở nhà bên Ngân làm á, mà cái tật của Ngân nấu ăn nhanh gọn là Ngân hay qua bên nhà cái Ngân nấu. Bên đây mới rẻ, bên đây rẻ lắm mọi người. Mà bên đây cái nồi bên đây nấu nhanh lắm nha. Cái tiền nấu cực kỳ nhanh luôn. Với mẹ rồi đó. Sẵn tiện. Nấu bên kia. Nhưng mà mình thích nấu ở đây. Anh tìm cái đỏ cái sạn phải không? Còn em để dưới đây, bên này. Đó. Bây giờ mình sẽ hành tỏi nè mọi người. Hành tỏi phi thơm, xong mình cho cái này vô là xong luôn. Xong mình hôm nay mình nêm bằng chanh nha mọi người nha. Đây, mấy cái chanh. Cắt luôn mấy cái chanh ra. Còn nhìn khác anh kìa. Khác không? Hơm cà vô mình xào. Tại hôm nay là mình không có cho me rồi, mình cho nhiều thơm cà vô một xíu. Bắt đi. Anh có mua lá thì là? Có chứ. Này thì có thì là. Cái lẩu này nên đặc biệt khoái cái lá thì là mọi người. Cái thơm của thì là. Thơm. Như là nó thanh nè, nó có vị ấy. Vậy thôi là mình nấu cái nước lẩu là ok mọi người. Giờ nấu nước lẩu ninh chập. Rồi khi mình xào thơm với cà nó săn rồi bắt đầu mình cho nước sôi vô. Thêm một ấy nước sôi. Nêm nước sôi lát nữa cái để đây hai vợ chồng đi đón con về đó. Nêm xong rồi đón con luôn rồi mọi người. Đó, giờ chưa đi học về là Ngân lon chuẩn bị đồ ăn rồi nè. Trái cây rồi thịt bò canh rồi sẵn cơm sẵn, lát ra khay cho anh ăn thôi.
đưa Vincent học về tắm rửa, bắt đầu đưa đi học thêm, bắt đầu đi đón ba ly. Hai chồng chạy xô cách nhau có 15 phút anh hả? 15 phút. Rồi, để xong bắt đầu cái mình cho trước tất bột ngọt, bột nêm đường không để đó. Xong rồi cho Vincent về, về xong rồi tiếp tục nấu tiếp. Rồi cho Vincent ăn, ăn xong rồi đưa đi học. Mai là ngày chạy xô vất vả luôn. Cho trước cái gia vị đi rồi mình về mình em lại sao. Ok, đây, let's go. Chào mừng chú. Đó, cô chú mới vừa đóng xin đi học về nè. Ủa, coi gì á? Quay đây coi. Chờ em xíu, em đang quay con xíu. Đâu, ăn gì nói mẹ coi nha. Dạ, con cơm với sườn, với canh, với chuối, với rau, với canh rau má, thịt bò, với thịt bò xào, với lại chuối. Rồi, tự ăn nha, nhanh chóng. Rồi, ngon đó, bà cô chú nghe với. Chị ăn nhanh nha, có 10 phút ăn thôi đó. Rồi bây giờ hồi nãy giờ mình đã nêm nếm nó ok, bắt đầu mình cho cá vô nấu rồi mọi người. Tại vì cái lẩu đầy quá. Cái lẩu này á, mình cho cá vô xong cho nó ngọt nước xong mình nêm lại cá nữa nó mới ngon. Chứ còn khi mình nêm vừa miệng mình á, hơn mình cho cá vô nữa là mình sợ nó quá. Đó nên là bây giờ mình cứ để cho riêu riêu cho cá nó vừa chín tới. Rồi bắt đầu bây giờ xong bắt đầu nêm lại cá, mình múc ra cái nồi mình bỏ vô mình ăn ha. Chưa tới khúc anh nêm nước cốt chanh phải không? Anh nêm rồi, nãy giờ anh nêm rồi. Trời, không kêu xuống quay. Ờ, em đang luôn buông con hết con. Rồi bây giờ đồ ăn, đồ lẩu rồi là ngon rồi đó mọi người. Mình sẽ múc ra nha. Anh bưng đổ qua được nè, nó đâu có đóng đâu. Cái nồi này ngưỡng thích lắm mọi người, nấu nó nóng xung quanh nha, nhưng hai cái bên này nè, hai bên cái quai nó không bị nóng. Cái điện á, điện. Rồi, cho thêm nhiều nồi ván giấy luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ hôm nay cũng có vài người thôi đó, nên là chuẩn bị đợi những chính mình qua. Ở đây ba người mình quay trước nha, là bốn người. Những chính chính chào nè, ngon nè. Ăn lẩu mọi người ơi. Ăn lẩu. Hôm nay là chính về Sài Gòn chơi mấy ngày. Để cho làm chuyện có thời gian trực tiếp. Để cho nó sôi sôi cũng có rồi. Ừ. Mới bật lửa hả? À, bật rồi. Cháy à? Cháy à? Bếp gành lửa nó không lên cao không? Đúng rồi, giống ga giống hết nhỉ? Đâu có, anh mới thay á. Không, lửa lên thì đẹp mà, không, không, không. Nó nhỏ thôi. Được rồi, tại vì nãy giờ nó đang sôi trong nhà mà. Ai, cục vàng về, cục vàng về là mọi người ơi. Cục vàng của nhà em đây. Bà cô chú ơi. Nè, ba Lê chào bà cô chú nè. Đó, còn cái outfit hôm nay đi học đâu, con đứng xa xa ra cho ba quay cho con. Con thương mà, con thưa đi, con thưa với mẹ, thưa ông bà, ông nội chín, bà nội chín. À, trời ơi, cái outfit của nó nè mọi người. Áo quần nó là nó tự chọn nha. Cô chú biết là mỗi tối là soạn hai bộ đồ đi học, ảnh tự chọn, chứ mẹ không có chọn. Ừ. Ôi, dạy con chạy rồi. Rồi, bây giờ mời mọi người vào bàn nha, mời mọi người cùng ăn nha. Chiều lẩu với gia đình mình nha mọi người. Trời ơi, ngon quá. Cái lát cá bỏ vô vừa tới nó không bị nát. Ừ. Nhanh luôn. Rồi con mời Dũng chính, con mời Dũng chính. Rồi, xin mời mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Ăn thử cảm nhận coi. Bữa nãy á mọi người, anh bảo lấy cái bếp ga cũ ra nó chờ hoài nó. Lâu quá mới thì mua cái bếp ga mới luôn nè. Làm con đói quá trời đói luôn. Là nay nấu cho bà bầu ăn rồi cộng thêm là hả tốn tiền mua đồ ấy, tốn thêm cái bếp ga nữa. Ô thì cái bếp ngon ghê nè. Cá tươi á, ngọt. Ở cái nước coi, nước vừa không? Vừa dặn không?
Chá béo quá à. Đúng vậy luôn. Bà Bảo ăn rau nhiều vô. Mắc cười lắm. Giờ từ lúc con có bầu á, xong mấy chị cứ hỏi con thèm ăn gì, thèm ăn chua hay thèm ăn ngọt, mà nó không có thay đổi khẩu vị mọi người. Chua ngọt gì cũng bình thường hết trơn, không ngán món gì hết. Hai lần trước con sùng Bali Ngân cố không bị ngán. Được không? Chiều thì đó có dường chính thì làm mẹ đi bia rồi. Cái khung cảnh chiều mưa mưa xong nhà mình nó rất là thơ mộng luôn mọi người. Bên đây nhà bên đây thì xây đang vô hoàn thiện rồi nè. Chắc nửa tháng nữa xong. Cá béo ghê anh ạ. Không, tự nhiên lâu lâu nghĩ lại cái cá bớp lâu quá cũng không ăn cá bớp. Lâu lắm rồi đó, không biết khi nào. Nhà Ngân á là ăn mà nước mà mắm mà chấm cùng với lại lẩu á là dùng nước mắm nguyên chất. Mắm của hãng. Thì nước mắm nguyên chất là ngon rồi. Đang chính thử miếng cá thì chính, cá với nước coi. Ngon. Nước vừa ăn. Còn nước á nha. Em có bầu thì ăn cá là tốt. Cá là tốt. Ngân mua cá hồi á. Cá hồi. Tốt. Hồi bằng mà thằng Vinh Sinh á. Nó mua cá chép đồ ăn. Lâu quá giờ không ăn cá chép nữa. Còn Vinh Sinh Ngân không có ngán. Xong rồi mẹ sợ thì bé thích ăn xi á, năm 9 đi ra Long Hải mua lần 10 ký ghẹ. 10 ký ghẹ xong mẹ hóc sẵn mọi người. Bỏ tủ lạnh nó mỗi lần là ăn dần dần. Giờ ăn cá ăn ấy đồ vô. Cá hồi. Cá hồi tốt, cô bé cả ba. Ừ, rất là tốt. Nấu này mình nhà nấu. Con nấu chứ ai? Trời đất ơi trời. Trời đất ơi trời. Dưỡng cứ dậy hoài. Dưỡng mà Dưỡng thấy cái bịch bọc nhiều quá là biết là mua, còn cái nào mà thấy cái dậy là biết nấu. Lâu lâu ăn lẩu ngon quá, cá ngon ghê. Ngân kêu kiếm cái đầu. Ngân kêu kiếm cái đầu mà con nói cái đầu thì cũng kiếm, nhưng mà cái đầu thì ngon á, nhưng mà phải ra biển kìa kiếm cái đầu bự. Còn ở đây người ta không có cái đầu bự đâu, người ta chỉ ấy để thịt thôi. Phải cái lẩu cá hộp ăn cái bớt cái đầu á, có cái phần bắp tử giòn giòn sạch sạch. Đầu tử gan á thì cái đó thì ngon rồi, cái đó phải ra biển, ra chợ á. Lâu mình đi Long Hải á. Đúng rồi. Mua gì quá chừng không? Chắc lâu rồi, cả 2 năm chính chưa đi Long Hải hả? Chưa. Đi hỏi Ngọc về á. Là năm trước. À đi với mấy đi nhân viên á. 2 năm rồi. Đâu lẽ chứ hả? Năm rồi chứ hả? Có quá năm trước nữa. À. Bữa nào để mình dẫn chính đi một tiếng nữa. Đi hoài vậy, mới mốt không mốt Biên Hòa xong rồi về Biên Hòa chơi. Ở cần đi đâu á. Ừ, ăn đi, em cứ ăn đi. Rồi giờ tới mình thử miếng nha mọi người. Bây giờ làm camera. Ngon lắm. Anh bảo là anh ăn nước từ hôm trước không à? Đúng rồi. Từ lẩu rồi mà ăn nước, rau, cá từ. Cái cá này mà được đám thì có mình cũng có kêu. Nhưng mà thật sự lúc đó mình được đám thì là nhậu nhẹt đâu có ăn. Nói chung đám tiệc lu bu mà ăn có ngon, nó mệt ăn có ngon. Bình thường vậy nè ăn ngon. Đây lấy cái nước chua của chanh với lại cà dứa cà thơm. Bữa đi ra miền Bắc nghe mấy anh nấu kiểu mà nấu chua miền Bắc á là bằng me no á, chính cũng ngon. Ngọt cái này, chua chua thanh thanh thanh. Nấu chính nhớ còn nấu tôm hùm không? À. Tôm hùm ở nhà cũ lắm nè. Ngon tuyệt vời. Hùm ngọt nữa.
giờ Ngân có bầu rồi đó, bắt đầu mình mua cho lâu lâu mình mua cái gì đó ngon ngon để mình tẩm bổ cho tốt cho em bé, canxi ăn ốc đồ cho có canxi cho em bé. Mọi người biết không, cái lần đầu tiên mà cái món mà anh bảo tẩm bổ mà con sợ nhất ấy chính ốc heo hầm thuốc bắc, con đâu có ăn được đâu, mà nó kêu bổ cho con Vincent, con ngủ ăn cũng muốn méo luôn á, tại cái món đó con không có thích. Méo thôi chứ đâu có gì. Ăn không quen hả? Ăn nổi rồi ngán. Ăn chút xíu à, vô cho mình ăn ba ly ăn cơm rồi đi rút Vincent đó, 6 rưỡi rửa bình tình là xong rồi đó, cho mình dụ buổi tối rồi đó, thoải mái á, rồi cho tắm rửa chơi rồi ngủ, còn học rồi, giờ học xong rồi giờ đi học về là thôi không có học nữa, trời học nhiều quá. Còn cá trong đó ơi. Ok mọi người ơi, thì coi như cái video ngày hôm nay gia đình mình chia sẻ cũng xin kết thúc ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ video của gia đình. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.